Con là bị biến loạn rồi nhá. Về nhà con hạn chế coi iPad, điện thoại vô nhá. Dạ. Em đã thức bao nhiêu đêm và em đã chiến bao nhiêu canh. Bếp Tâm Đan. Tôi nghĩ cái đoạn sau chắc bà biên tập bà hát cho mấy em bé. Hoặc đôi khi giọng của MC hả? Lén lén hát. MC hát đâu có được vậy. Không, không phải giọng bên sao. Nghe là biết, được nghe là biết. Anh Đức, thực sự là anh biết giọng hát của em. Anh biết chứ. Em là một người có giọng hát và có thực lực. Đúng. Hát đi em. Em có thực lực, hát đi em. Em mới khẳng định điều đó mà. Thôi bây giờ mọi người yêu cầu em hát bài gì để em hát bài đó. Duyên phận. Nghiện hả? Bà rap hát dở lắm, còn những bài còn lại là em hát hay hết. Em hát bài Đừng Ai Nhắc Về Cô Ấy được không? Bài đó hát sao ta? Đừng ai nhắc đến em một lần để em bớt chơi với. Đừng à à. 2, 3. Sợ mọi người mê. Cái nhỏ này rồi đó. Em không hát anh đã mê rồi. Em hát đi. Đừng ai nhắc đến. Hay quá, hay quá. Hay quá. Đừng ai nhắc đến em một lời. Thôi, hay. Đúng là thực lực. Đối với thực lực này, em, không ai vượt qua được hết trơn. Em rớt nước mắt luôn á trời. Mọi người làm chứng nha, em chỉ hát một câu là mọi người đã chịu không nổi rồi. Chứ mọi người không muốn hát một bài. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với 5 gợi ý của chương trình. Xin mời bé Nguyễn Ngọc Tâm Đan. Ca hát, người mẫu, hướng dẫn tạo dáng, sáng tác lời bài hát, diễn xuất. Theo cái chuyên môn của em nhé. À, có chuyên môn hả? Em có chuyên môn. Ok, thực lực luôn hả? Cũng ngưng ngỡ Sam đó. Cái gì ngưng ngỡ là ngân, gì? Ngăn ngỡ. Ngang ngỡ. Ngăn ngỡ. Ngăn ngỡ Sam đó. Nói chung là bé này ca hát thì cảm thấy không được nè. Thì không có ca hát không giỏi thì sáng tác bài hát cũng là rớt nè. Người mẫu thì có vẻ cũng được nhưng mà chưa chắc. Rồi hướng dẫn tạo dáng thì mình cảm thấy chưa có được cho lắm. Và đăng nghi chữ còn lại. Nguyễn Ngọc Tâm Đan. Có chữ còn lại. Hợp tác đi chồng ơi. Ok. Dạ. Mới thấy vòng đầu tiên hòa hợp lắm mà tới thứ hai là bất hòa rồi. Nói chung là Harry muốn gửi lời là chắc là bạn này liên quan tới diễn xuất. Có thể lắm nha. Anh có nghĩ như em không anh Đức? Mình vẫn đập tay với nhau mà mình không có cùng cái suy nghĩ luôn. Mình cứ đập trước rồi tính, cái tính sao? Cứ đập trước rồi tính. Ừ. Anh muốn lắng nghe một cái ý kiến từ em. Đúng. Em nghĩ bé này sẽ có khả năng gì? Em nghĩ là bé này sẽ có một cái sở trường gì đó về âm nhạc. Âm nhạc. Thiệt luôn á. Nãy giờ chỉ có một mình em đúng ý anh. Nhưng mà. Hả? Nghe cái là nhưng mà liền. Nhưng mà sao em? Sao em? Nhưng mà sao em? Em nhìn thấy cái ngoại hình của bé thì em nghĩ là bé sẽ có khả năng về người mẫu nhiều hơn. Đức. 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 Anh cũng nghĩ bé này có khả năng về người mẫu. Lý lẽ, đưa lý lẽ đi. Bởi vì là sau những cái phân tích của em thì anh thấy tất cả những cái điều hợp lý nó nằm trong cái lời nói em hết luôn. Đấy. Tuy nhiên. Chết. Em nghĩ là bé đó vẫn có một cái sở trường gì đó liên quan đến ca hát nhiều hơn, nhưng mà không phải là hát nha. Đó chính là sáng tác lời bài hát. Sáng tác lời bài hát. Sau nãy giờ những gì phân tích á, cái lời em vừa mới nói ra nữa thì nó lại đúng. Anh lại cảm thấy là anh vẫn tin anh hơn. Ủa,
Anh chọn ca hát. Rướm lệ luôn. Ôi người ta không ra gì. Nước mắt đã nồng không rơi từng giọt. Nước mắt đã nồng trôi sâu trong lòng. Chốt. Chốt đi. Chốt vấn đề đi nè. Tôn trọng người anh đang có nhiều vết thương của tôi. Xin ca hát. Anh xin và chỉ đi. Diễn xuất. Vậy thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tài năng nhí để xem tài năng của bé Tâm Đan thực sự là gì. Xin mời. À, đừng quá. Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Ngọc Tâm Đan. Mình rất thích đi học. Dạ, ở nhà có gì vui đâu. Ở trường, cô giáo nói gì mình cũng nghe lời. Cô giáo nói ăn cơm cô ăn. Chị đi học con cũng đi học. À. Oh no. Bạn tên gì? À, mình là Bắp. Hôm nay bạn học lớp mấy? Mình mới vô trường, mình chưa thấy lớp của mình. Hình như là lớp 1A11. Sao bạn không đeo quà hắn đỏ? Mình để quên ở nhà rồi. Mét cô á. Bạn đừng có mét, bây giờ mình cho bạn kẹo của mình, bạn đừng mét cô được không? Bạn quỳ hư. Bạn ra ngoài kia đứng, úp mặt vô tường. Đi ngoài kia đứng kia. Rồi. Ủa à, có, bạn, ờ, bạn không nhận vô. Không nhận vô. Bạn ơi, mình vô lại rồi. Sao? Bây giờ làm mét sao để cô á. Thôi được. Mét sao nè? Mét là bạn Huy không ăn quà hăng đỏ. Ờ, đúng mà rồi. Mà lỡ mình buồn, mình khóc thì sao? Cà bạn. Trời ơi. Bạn. Bạn ơi, mình phát hiện ra nè, bạn cũng không đeo khăn vàng đỏ. Cà mình. Mình mét cô. Cô ơi cô. Bạn không đeo khăn vàng đỏ. Bạn không đeo khăn vàng đỏ vì hôm nay là ngày đầu tiên học. Còn em thì học nhiều rồi mà tại sao không đeo? Ấp vô tường. Con muốn về với mẹ. Trường này không ai thương con. Do gặp mẹ đi. Mẹ ơi mà, oh, mới đây mà con thấy mẹ rồi hả? À, mẹ ơi. Sao con? Mẹ mình nè. Mẹ, bạn này ăn hiếp con. Bạn ăn hiếp con. Con lớn mà con không biết giường bạn. Úp mặt vô tôi. Trời ơi. Cả thế giới này chống lại con. Bạn. Ờ, phạt mình luôn hả? Mình sao? Bạn phạt mình cái gì chứ? Mình có áo vàng giống bạn. Bạn phạt mình cái gì chứ? Bạn đâu có bả vô quần. Bạn mét đi, bạn giỏi bạn mét cô đi. Mình không sợ bạn đâu. Rồi, gọi điện thoại mét cô nữa ha. Alo cô giáo. Hôm nay bạn trưởng thành, không có bả vô quần. Cô giáo phạt bạn đó đi. Dạ, cảm ơn cô giáo. Cô phạt cái gì con? Úp mặt vô tường luôn. Úp mặt vô tường luôn. Quéo cơm. Ê, ban nhạc bức tường. Rồi bây giờ lớp ngoan hết chứ con, còn ai phạm lỗi nữa không nè? Sao hôm nay đi tập thể dục mà bạn mặc váy? Chết chưa? À, mét cô liền. Ừ, tại vì mình có hẹn với lại boyfriend. Boyfriend gì? Mình vô. Lên liền, ngay khúc này mình lên nha. Vô à, vô khúc luôn. Cho nên là mình mặc sẵn đồ đẹp. À, rồi mình tập thể dục xong là mình đi chơi luôn. Hai đứa mình đi chơi nhảy dây đi. Mét cô á. Cho vừa. Được. Bạn đừng có mét. Alo cô giáo, hôm nay bạn sao đi tập thể dục mà bạn sao mặc váy? Phạt. Úp mặt vô tường luôn. Cái lớp này có một trò phạt. Bạn ơi, hồi nãy bác thợ xây nhà mới làm sập bức tường rồi. Giờ úp mặt vô đâu? Úp mặt vô đó. Mà bạn ơi, bạn kỳ quá rồi. Sao bạn cứ phạt tụi mình hoài trong lớp học mà không đoàn kết gì hết trơn á. Mình nghỉ chơi với bạn luôn á.
Trời ơi, lúc nào cũng đi mét cô, rồi sẽ không còn ai chơi với bạn nữa đâu. Hê, đúng rồi đó, sẽ không ai thèm chơi với bạn nữa đâu. Sao bạn ở đây một mình vậy? Bọn không có ai chơi với bạn nữa. Không ai chơi với mình buồn lắm. Vậy mình đi về nhé. Ủa, bạn chơi với mình thiệt hả? Ừ, mình đi về chung nha. Đi. Nè. Cô rồi. Mọi người. À, mình có cái dù nè, để mình mở nó ra. Trời ơi, sao chết. Trời ơi, chu đáo quá à. Mình nhường hết chỗ cho bạn đó. Đây. Đó, sao bạn lấy dù của mình, cái dù của mình mà. Mà không như cô gái thà mình mét cô tiếp á. Cái gì cũng mét, cho bạn cái dù á, mình đi về. Bạn đà. Bạn cứ mét. Mình không chơi với bạn nữa đâu. Bạn đà. Trôi cả bầu trời nắng chìm theo những nỗi buồn, mưa để sầu môi đắng vì đêm mất tình bạn. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, anh mắt dồn dàng ngờ anh nhìn tình bác nằm nơi thâm sâu. Mình nào ngờ mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải. Cưng trời. Quá trời, con gái tôi mà vậy thiệt. Bây giờ con giới thiệu nè, con tên gì? Con tên Tâm Đan. Bao nhiêu tuổi? Con 4 tuổi. 4 tuổi. Và tài năng của con hôm nay mang đến chương trình là gì? Về tài thi hát. Về tài thi hát. Con ơi, tài năng của bé là diễn xuất. Diễn xuất. Vậy là gia đình của Sinh Ri đã chính xác. Còn đôi bạn Huy thân bên này. Mình sai thì... Bạn phạt mình đi, bạn mét cô đi. Tụi mình ấp mặt vô tường rồi nè. Sao hai chú ấp luôn nha. Bạn hồi nãy là ai vậy? Hồi nãy là Panda.
Banda, con với Banda đã đi diễn ở đâu chưa? Dạ rồi. Con có thích đóng kịch không? Dạ thích. Con có thích ca hát không? Không. Ừ. Không sao, thích đóng kịch là được rồi. Hãy về với đội chú Xìn với cô Ri. Chú Xìn sẽ dạy con diễn nha. Dạ. Con ơi, về đây đi rồi chú với lại chú Anh Đức sẽ đóng kịch cho con suốt một ngày luôn. Không mét cô luôn. Không mét cô đâu. Chỉ chơi với nhau, nghe nhạc, diễn cùng nhau thôi. Dạ. Chịu không? Bên nào nói cũng dạ hết. Bên này. Đã, bên này vui hơn. Bên này vui hơn. Bên này có cô bên đẹp này, nè. Đúng rồi, bên này. Bên này cũng có cô Sam đẹp lắm. Đâu cô Sam đâu có bên đó cô đâu. Cô Sam không có bên đó. Đúng cô rồi. Sam đang ngồi bên con nha con nha. Đấy. Con muốn qua đâu nè? Chúng qua đây. Con ơi, Tâm Đan ơi, lại đây con. Kìa, thích nữa kìa. Kệ đi con ơi. Đây, con nhìn thấy máy quay đó không? Con tên là... Con tên là Tâm Đan. Hôm nay con 4 tuổi. Con học lớp mầm. Mọi người ơi, hãy bình chọn cho con nhé. Mọi người ơi, hãy bình chọn cho con nha. Bắn tim. Cảm ơn con. Cảm